phần của cánh ngan này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu giả cầy nhé. Xả chú đặt đấy thì kẹo nữa anh thái thái dài dài lắm này thái thái chéo nhưng mà thái dài lắm. Đây là cái phần thịt ngan mà lúc mình đã lọc ra để mình nấu để mình xào xả ớt đấy ạ. Là mình có cái phần xương hộp này mình sẽ cho vào mình nấu giả cầy nhé. Thank you.
Khi mình chặt xong cái phần thịt ngan này rồi các bạn nhé, bây giờ các bạn sẽ ướp cho mình như là tương, nước tương tương hột thì các bạn ạ. Mình làm lại các bạn cho mình khoảng một thìa canh tương hột, tùy theo nó độ ngọt hay mặn mà chúng ta làm tương nhé. Riềng mẻ các bạn cho mình tùy theo ạ. Riềng mẻ mình đã cho lẫn vào rồi, bởi vì nấu giả cầy thì lúc nào cũng phải có riềng có mẻ thì mới thơm ngon. Riềng mẻ các bạn cho tùy theo nhé, mình cho vừa phải thì cũng ngon. Bột canh hay gọi là muối, bột ngọt, bột ngọt các bạn cho mình nhé. Dừa này làm ăn gì xào làm gì đấy? Mình ướp khoảng độ 30 phút nhé, sau đó thì mình sẽ nấu cái phần giả cầy ngan này lên, thì là cho nó giả cầy nó ngấm gia vị vào, thịt nó ngấm gia vị ạ, khi chúng ta nấu lên ăn nó sẽ ngon ạ. Mình trộn cho đều lên như vậy là được ạ. Khi mình đã ướp được 30 phút rồi các bạn nhé, bây giờ mình sẽ bật bếp để mình xào cái phần thịt ngan mình lên nhé, để mình nấu giả cầy. Đây các bạn ạ, mình sẽ xào cái phần thịt này lên nhé, để cho nó vào miếng thịt cho nó ngấm gia vị vào. Sâu giấy rồi chạy máy. Chạy máy rồi. Tôi thấy mình cứ nấu nhé, để cho cái phần giả cầy này nó mềm ra, và các bạn kiểm tra xem gia vị nó vừa hay không nhé. Đây các bạn, đây. Thỉnh thoảng mình đảo lên nhé, và khi nó đã sôi nhiều rồi thì các bạn nhỏ lửa đi. Đây các bạn khi phần ngan mình nấu đã như thế này nhé, chừng dệt và các bạn cảm thấy vừa rồi là mình tắt bếp nhé, để mình múc ra. Bây giờ mình múc ra bát là có thể thưởng thức ạ. Những cái món này thì chúng ta nên ăn nóng nhé. Với giả cầy ngan nhé, các bạn nên để một chút nước như vậy thôi thì ăn nó sẽ ngon, và nếu mình mà để nấu cạn quá thì cũng không ngon, mà nhiều nước quá thì lại ra nước hết, lại không có độ ngọt vào trong ngan. Chả cầy. Đấy các bạn, như vậy là mình đã làm xong món ngan nấu giả cầy thơm ngon như thế này nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Đây các bạn, khi mà mình xiên nhá, được than ở đây, bây giờ mình sẽ cho vào để mình nướng lại. Nướng chả như thế này nó mới ngon ạ. Mình nướng than lửa nhỏ để cho cái mỡ nó ra và nó làm mềm thịt mà ngon.